mini cho anh em tham khảo ha. Thì ở đây em sẽ lên hai mẫu nhưng mà bốn loại ha, hai mẫu xách tay thôi nhưng mà nó ra tới bốn loại ha anh em. Thì trước tiên là cái mẫu 20 đôi xài mạch lớn đi, 20 đôi xài mạch lớn ha. Thì con này sẽ đi bát 20 từ 140 coi 51 ha, bát Mary nè, Mary Audio là hãng ha, cái hãng này nha anh em, của cái hãng bát này nha. Thì bát là sừng nhôm luôn này, mấy cục từ nó rất là dày, hàng mã số đầy đủ ha, mẫu này 2024 nha anh em. Thì con này cấu hình đi ba quai ha, một chép 350, một chung, một chép 250. Thì đo này sẽ đi bình 14 ha, bình lắp vào trong rồi ha. Thì con này sẽ đi mạch HS 490 hoặc là T22 ha. Thì cái mẫu này trên thị trường nó bán nhiều, anh em hỏi tại sao có người kêu T22, ủa anh người kêu HS 500 rồi HS rồi HS 600 680 ha. Thì tại sao em lại kêu nó là T22 ha? Tại vì em kêu nó là heo T, heo cái biến áp anh em. Em là theo kêu, em kêu nó là kêu theo biến áp ha. Đây, biến áp nó là T22 ha. Hoặc anh em kêu H680 là đúng của nó. T22 với H680 là đúng của nó. Còn HS500 là bậy nha anh em. Tại vì anh em biết tại sao người ta kêu HS500 không? Tại vì phiên bản của HS490 nó vừa ra được một tháng, thì nó bên cũng của cái công ty HS nó đưa ra thêm một cái bản này nữa, nên người ta đặt là HS500. Đây anh em kêu theo biến áp là con này HS 490 nè, hay chưa? Đây HS 490 kêu theo biến áp ha, hoặc là Bluetooth trên đây nè, HS 490 này. Thì em kêu con này là T22 ha. Còn anh em kêu gì, anh em kêu là theo biến áp T22 mẫu 2024 nha. Thì con này có giá là 5 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn nha, có hàng nha. Để đứt hàng lâu rồi thì anh em cũng hỏi lại ha. Thì nay tiếp tục lên cho anh em, bát chất lượng lắm nha anh em, sườn nhôm đàng hoàng nha, chứ không phải em không đi sườn sắt cho anh em ha. Từ trăm tư con nó móc cục từ rất là dày luôn, rất là chất lượng ha, con này chuyên nhiều bát ha. Tiếp tục là mẫu Thái cũng từ 140, cũng từ 140 con 51, cũng đi vậy luôn ha, chép 350, một chung, một chép 250 ha. Mạch thì HS 490 hoặc là T22 tùy chọn ha anh em. Cấu hình như nhau hết đó, hai con đồng giá luôn, 5 triệu rưỡi một cây bao ship. 5 triệu rưỡi ha. Tại cấu hình như nhau mà. Hôm nay lên mấy mẫu mini. Lên review cho anh em tham khảo ha. Mẫu này khoảng tầm 30 kg ha anh em. 30 kg ha. Tiếp theo lên mẫu xách tay K15 và K18 ha. Thì ở đây xem sẽ lên thêm cái mẫu Casibox 279 Pro ha. Cái mẫu này là nhái theo kiểu Casibox 279 Pro y chang luôn nha anh em. Y chang cấu hình của Casibox 279 Pro luôn ha. Quên cái vỏ thùng chứ. Cái vỏ thùng thôi nha, còn cấu hình em đi thì sao là khác người ta ha anh em. Kiểu rồi cái vỏ thùng với mẫu này em lên cách đây là 10 bữa rồi. Bán cũng nhiều rồi anh em, nhưng mà nay em mới có thời gian lên mẫu cho anh em ha. Mẫu này anh em kêu là Casibox 279 Pro nha. Copy ha, copy cái vỏ nha. Còn cấu hình em lên nè. Thì có hai dòng bát ha, có hai dòng bát, bát màu con này, bát màu từ kép ha, bát màu từ kép nha, từ 120 con 35 từ kép nè, hoặc là bát đen cũng từ 120 con 35 từ kép. Có hai dòng bát này, hai dòng bát và hai màu. Con Casio 279 Pro này cũng có hai màu, màu nâu và màu đen ha, em về được hai màu, màu nâu và đen. Thì con này cũng quá quen thuộc rồi, quá theo thời gian của anh em thì rất là lâu rồi ha. Cái mẫu có lưới như thế này nè, cũng đồng giá luôn, 4 triệu một cây bao ship, cũng có nâu đen luôn. Còn anh em nào mà chưa biết về cái cấu hình K15 với K18 như thế nào thì đây cho anh em xem. Con này là chạy K15 nè, mạch K15 nè. Đây con 15. K15 là nó như thế này ha. 15, 18 con nào cũng hay hết nha anh em. Còn đây K18 đây. Mặt vàng ha, mặt vàng này, con này mặt đen. Thì báo giá cho anh em luôn là 4 triệu một cây bao ship ha. Con này cũng đi một cái chép 350 nè,
một cái 350 với lại là một cái 250 và bình 14A mít thì tự chọn cho anh em thôi ha. Mít đủ mẫu cho đủ tự chọn cho anh em luôn. Bát cũng tự chọn cho anh em luôn, thích bát nào ráp bát đó, đen hay xanh. Đen thì một gân nè anh em. Đen thì nó xài một gân nè. Gân cao su ha. Còn bên đây là gân giải nè. Đây là gân giải ha. Thì hai mẫu bát như thế này. Đồng coin đồng từ luôn. Từ kép coin 38 luôn ha. Đây là bát 4 ôm nè. Đồng coin đồng từ ha. Từ 120 coin 35 ha. Mẫu nào cũng đẹp luôn okay. Mẫu này rất là cái đẹp nè anh. Cá sấu 279 nha anh em. 279 vừa rồi anh em cứ lên YouTube anh em sạp giá đi. Còn cấu hình bên trong thì em không biết ha, còn em ráp cấu hình là show cho anh em xem hết nha. Cá sấu 279 rồi giá 4 triệu bao ship luôn. Còn hai cây 20 đôi bạch lớn như thế này nè. 5 triệu rưỡi một cây bao ship nha anh em. Cần cấu hình nào liên hệ nhé.